Xin chào khách hàng đến với trang nhà đất hùng.com. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn biệt thự mini phố rất đẹp, thiết kế đẳng cấp luôn, nằm ngay trục đường Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha quý hàng ơi. Và đây là khu vực mặt tiền mặt ngoài căn mini phố này. Thì căn nhà này có diện tích ngang 4m, dài 18m và đường có một trệt, một lửng 3 lầu. Phòng nhà chúng ta sẽ có sân đậu xe máy, phòng khách, phòng bếp, 6 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng tiếp sau. Hướng của nó là hướng đông nam, vừa với những người hướng đông tứ trạch. Đây là lớp cổng phía ngoài này, và mình sẽ quay con đường luôn nha quý hàng ơi. Con đường là một con đường một trục cách mặt tiền đường chính đường Quang Trung khoảng chừng 15m thôi. Rất là thuận tiện cho gia đình mình muốn mua ở, mua làm văn phòng công ty cũng như là mua làm văn phòng kinh doanh thì rất là tiện lợi luôn. Và chiếc nhà là một con hẻm lên tới gần 5m. Và hướng nhà là hướng đông nam, và mình sẽ quay lại khu vực mặt tiền cho quý hàng nhìn lại một lần nữa này. Rất đẹp nha, thiết kế sang trọng, đẳng cấp, có bản vẽ thiết kế và hồ sơ thiết kế đầy đủ luôn. Và mình xin mời quý hàng đi tiến vào phía bên trong căn nhà này. Thì sát bên căn nhà này thì chúng ta để ý thấy này, có những cái căn biệt thự và những cái cây xanh rất đẹp luôn. Thì mình xin mời quý hàng đi tiến vào phía bên trong căn nhà này nha. Phía trước thì chúng ta sẽ có một lớp cũng nhôm mạ đồng này, rất đẳng cấp. Ở phía ngoài là lớp cổng phía ngoài. Và bên trong thì chúng ta sẽ có một khoảng sân. Khoảng sân này chúng ta có khoảng 2m rưỡi 3m, chúng ta có thể đậu xe gắn máy. Và ngay khu vực này thì chúng ta có trang trí những cái bức tranh ở ngay khu vực sân đậu xe máy này. Những bức tranh rất đẹp nha. Và bên này thì chúng ta sẽ có bức tranh bằng đá cẩm thạch, tạo độ đẳng cấp cho căn nhà của gia đình mình. Và phía trong này thì chúng ta để ý thấy này, có một lớp cửa nhôm Sifa được nhập nguyên chiếc từ Ý về nha quý hàng ơi. Rất chắc chắn và rất bền, độ bền cao. Và mình xin mời cửa hàng di chuyển vào khu vực phòng khách cũng như là gara đậu xe hơi của căn nhà này. Và căn nhà này thì hôm nay nhà đất Hùng rất hân hạnh giới thiệu đến quý khách hàng một căn nhà diện tích cực khủng, ngang 4m, dài 18m và hẻm một trục, cách mặt tiền đường Quang Trung chừng 15m thôi. Rất là thuận tiện gia đình mình đang muốn vừa ở vừa làm văn phòng công ty như là văn phòng đại diện, văn phòng kinh doanh bán online, thì khách hàng nên chọn lựa căn siêu phẩm mini phố này đi. Một căn nhà thiết kế rất đẳng cấp và bố trí nội thất phải nói là quá tuyệt vời luôn, quá đẳng cấp cho căn nhà của gia đình mình. Và ngay khu vực phòng khách này chúng ta để ý thấy này, có trang trí dán tường. Và ở đây chúng ta để ý thấy có tủ kệ rượu được làm bằng chất liệu gỗ sồi. Tủ kệ rượu này thì chúng ta có thể trưng bày những chai rượu quý cũng như là tủ kệ tivi được kết hợp ở đây luôn. Và bên này thì chúng ta để ý thấy ngay khu vực khách này thì có một bức tranh bằng đá cẩm thạch, bên trong có đèn chiếu sáng tạo cho màu sắc căn nhà của gia đình mình thêm phần lôi cuốn và sinh động hơn rất là nhiều những căn nhà khác nha. Và phía trong khu vực cầu thang chúng ta để ý thấy ở đây thì những cái trụ cột ở đây thì đã được ốp lên những cái loại đá mà vân rất đẹp, được làm hoàn toàn bằng đá cẩm thạch. Và giá bán căn nhà này nhà đất Hùng xin giới thiệu luôn là 7 tỷ 150 triệu đồng, còn thương lượng cho khách hàng thiện chí. Quý hàng nào muốn sở hữu căn nhà phố đẹp, thiết kế đẳng cấp và có bản vẽ thiết kế và hồ sơ thiết kế đầy đủ thì hãy liên hệ bên nhà đất Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Ngoài ra thì quý hàng có thể truy cập trực tiếp vào website bên mình là nhadathuyhung.com để xem thêm những mẫu mã nhà bán mới đẹp khác của khu vực Gò Vấp cũng như là khu vực phường 15 quận Tân Bình. Ở đây chúng ta có một cái tiểu cảnh ở ngay khu vực cầu thang nha. Cái tiểu cảnh này được trồng những cây giả ở đây và có những cái cồn cỏ cũng như là những cái cây trang trí rất đẹp nằm ngay khu vực cầu thang. Và tiến về phía đây thì chúng ta cũng thấy được ốp lên những cái mảng đá phải nói là quá đẳng cấp, xen kẽ với những cái kính này, tạo đẳng cấp cho căn nhà của gia đình mình. Và phía trong khu vực phòng bếp này thì chúng ta để ý thấy ở đây khu vực cầu thang trước nha. Khu vực cầu thang thì tay vịn cam xe, mặt đá hoa cương kim sa. Và phía trên khu vực cầu thang được ốp những cái loại đá rất đẳng cấp luôn, tạo cho căn nhà của mình luôn mát, thoáng và sáng. Và nhà này chúng ta sẽ có 3 giếng trời, 2 giếng trời ở khu vực cầu thang và 1 giếng trời ở phía sau. Thì căn nhà này ở khu vực bếp này thì chủ nhà đã tặng sẵn cho mình một bộ bàn ăn 8 ghế được làm bằng chất liệu gỗ đỏ. Thì quý hàng mua căn nhà này sẽ được tặng lại toàn bộ những nội thất hiện hữu trên căn nhà này như là tủ kệ và giường tủ cũng như là bếp, ga âm, và tất cả những nội thất trong căn nhà này sẽ để lại toàn bộ cho những quý khách hàng nào đang muốn quan tâm sở hữu căn nhà phố tuyệt đẹp này. Khu bếp này thì chúng ta cũng có những bức tranh này, người sẽ chiếu thật kỹ cho quý khách hàng nhìn nha. Và mình sẽ tiến vào phía bên trong khu vực sân sau cũng như là phòng vệ sinh ở phía ngay khu vực dưới trệt của căn nhà mình. Thì phòng vệ sinh ở dưới trệt này chúng ta thấy có một lớp cửa kính này, mình sẽ kéo ra này,
Và ở đây thì chúng ta có khu vực bồn rửa, bồn rửa cũng như là bồn phấn ở đây, bồn rửa cũng như là gương soi ở đây nha. Và giếng trời này, chúng ta ý thấy cái giếng trời ở đây, giếng trời cuối nhà này, đây trang trí và bố trí rất đẳng cấp rồi. Ngang 4m, dài gần 18m, nằm ngay trục chính đường Quang Trung, phường quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cách mặt tiền đường Quang Trung khoảng chừng 15m thôi. Hẻm trước nhà là con hẻm xe hơi 5m và nhà chúng ta có 6 phòng ngủ, một gara xe hơi, một phòng khách và phòng bếp. Rất là nhiều nội thất gỗ quý trong căn nhà này. Và căn nhà này thì đang được rao bán với giá rất hữu nghị thôi, chỉ có 7 tỷ 150 triệu đồng thôi. Quý hàng xỉ ngay căn nhà phố quá đẹp này này. Và chúng ta di chuyển lên khu vực phòng khách, khu vực lầu 1 của căn nhà này nha. Thì chúng ta di chuyển lên khu vực phòng khách thì chúng ta sẽ quan sát ở khu vực phòng khách này, chúng ta để ý thấy này, có lớp kính ở phía ngoài tạo cho khu vực phòng khách cách âm, và chúng ta có thể gắn máy lạnh cũng như là làm phòng karaoke. Và ở đây thì có trang trí một bức tranh, một bức tranh những chú ngựa đang chạy vào nhà mình này. Và bên này chúng ta có khu vực tủ kệ tivi này thì được trưng bày ở đây. Và tất cả phòng ngủ thì đã có trang trí ống máy lạnh sẵn cho gia đình mình cũng như là màn rèm cửa. Và phía trước thì chúng ta sẽ có khu vực ban công phía trước. Nơi đây có thể tắm được một cách ngẫu nhiên và có thể che đi để không cho người ta thấy. Và khu vực ban công này được trưng bày những cây kiểng ở đây rồi. Mình di chuyển lên khu vực phòng ngủ nha. Khu vực phòng ngủ thì chúng ta có trưng bày ở đây những cái tủ quần áo và có những cái giường để sẵn ở đây rồi. Thì nội thất này sẽ được tặng lại toàn bộ nội thất cho gia đình mình khi mà mình sở hữu căn nhà này. Đây là khu vực phòng ngủ nha quý hàng ơi. Và phía sau thì chúng ta sẽ có khu vực giếng trời và phòng vệ sinh thì rất đẹp luôn. Phòng vệ sinh chúng ta để ý thấy này, sử dụng nội thất là Toto, có vòi tắm massage và bồn tắm đứng, rất sang trọng nha. Rồi mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu trên để xem những cái phòng ngủ còn lại của căn nhà này. Quý hàng xem video bên kênh Bán Nhà Gò Vấp, Bán Nhà Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh của trang nhà đất hùng.com thì quý hàng vui lòng đăng ký kênh để liên tục được cập nhật những video mới nhất cũng như là những sản phẩm nhà bán đang được rao bán ở khu vực Gò Vấp cũng như là khu vực phường 15 quận Tân Bình. Đây là phòng ngủ số 2. Phòng ngủ này thì cũng đã được trang bị rất là đầy đủ nội thất rồi. Chúng ta mua về chỉ cần gắn thêm máy lạnh nữa là chúng ta có thể ở trong căn nhà này rồi. Rất nhiều nội thất sẽ được tặng lại cho gia đình mình nha. Và cũng có phòng vệ sinh trong luôn. Sử dụng thương hiệu nội thất là Toto. Phòng số 3. Đây là phòng ngủ số 4 nha quý hàng ơi. Phòng ngủ số 4 này thì cũng có đầy đủ nội thất, sẽ được tặng lại gia đình mình. Và được trưng bày rất là nhiều những cái bức tranh cũng như là những cái kệ. Mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Quang Trung, con Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hẻm nhà là con hẻm 5m một trục, cách mặt tiền đường chính đường lớn khoảng chừng 15m thôi. Và giá bán là 7 tỷ 150 triệu đồng còn thương lượng cho cái hàng thiện chí. Cái hàng nào quan tâm đến căn nhà này thì liên hệ bên nhà đất Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Ngoài ra thì quý hàng có thể truy cập trực tiếp của website bên mình để xem những căn nhà đẹp, phố đẹp khác nhau nằm ngay trục đường Quang Trung của quận Gò Vấp và những cái trục đường khác.
phòng ngủ số 5 nha quý hàng ơi. Rất là nhiều nội thất, tất cả phòng ngủ đều được trang bị đầy đủ nội thất rồi. Chỉ còn thiếu máy lạnh thôi, chúng ta chỉ việc mua máy lạnh về là chúng ta có thể ở trên căn nhà này rồi. Đây nha quý hàng, rất đẹp. Tường được ốp đá hoàn toàn luôn, tạo cho khu vực phòng ngủ mình luôn mát và thoáng. Tất cả phòng ngủ thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh riêng, sử dụng thương hiệu là Toto. Và chúng ta di chuyển lên khu vực sân thượng nha. Trên khu vực thân thượng này chúng ta sẽ có khu vực phòng thờ. Ở đây chúng ta có khu vực phòng thờ này. Và ở đây chúng ta sẽ có khu vực sân thượng phía trước rất là mát và thoáng luôn. Nhà này chỉ cách mặt tiền đường chính đường Quang Trung chừng 15m thôi. Nên chúng ta để ý thấy này, con đường Quang Trung rất là gần nhà mình luôn. Chúng ta để ý thấy nha, rất đẹp, rất thông thoáng luôn. Mình sẽ ra khu vực sân thượng phía sau mình xem nha. Giá bán là 7 tỷ 150 triệu đồng, còn thương lượng cho khách hàng thiện chí. Mình sẽ qua khu vực sân thượng phía sau. Khu vực sân thượng phía sau này chúng ta sẽ khu vực phòng giặt này. Và ở đây chúng ta sẽ khu vực sân thượng phía sau đã được rào chắn và che chắn rất là kỹ rồi. Chúng ta có thể trồng cây kiểng ở đây. Đây người ta có trồng cho mình một dàn hoa giấy rồi. Bên nhà đất Huy Hùng xin chào và hẹn lại khách hàng ở đây nha. Rất là gần đường chính luôn.